Xin chào các bạn Ngày hôm nay Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ với các bạn về Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022 Và trước tin mình sẽ tổng quan về những đặc điểm cần chú ý trong ngày này Theo dương lịch hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2022 và âm lịch là 23 tháng riêng năm nhâm dần Ngày này là ngày đinh mùi tháng nhâm dần năm nhâm dần và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ nhâm dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo quang, giờ ất tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ mậu thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ canh tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc minh đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc thiên hình, giờ tân sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc chu tước, giờ giáp thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc bạch hổ, giờ bính ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc thiên lao, giờ đinh mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc nguyên vũ, giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc câu trần vài ngũ hành ngũ hành niên mệnh thiên hà thủy ngày đinh mùi tức can sinh chi nghĩa là họa sinh cho thổ và ngày hôm nay là ngày cát vài nạp âm thiên hà thủy kỵ tuổi tân sửu kỵ sửu ngày thuộc hành thủy khắc với hành hỏa đặc biệt là tuổi kỵ sửu đinh dậu kỵ mùi thuộc hành hỏa không sợ thủy ngày mùi lục hợp với ngọ tam hợp với mão và hợi thành mộc cục sông với xỉu, hình xỉu, hải tý, phá tuất và tuyệt xỉu. Về tuổi sông khắc trong ngày, tuổi sông trong ngày gồm có tuổi kỵ xỉu, tân xỉu, tuổi sông trong tháng, tuổi canh thân, bính thân, bính dần. Trong ngày có các sao tốt xấu như sau. Thứ nhất là sao tốt, sao thiên đức, tốt mọi việc, sao thiên thành, tốt mọi việc, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao ngọc đường hoàng đạo, tốt mọi việc sao nhân chuyên đại cát tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao kim thần thất sát sao xấu trong ngày gồm có sao thổ ôn sao thiên ôn kỵ về xây dựng nhà cửa khởi công động thổ và đặc biệt đó ngày 23 tháng 2 năm 2022 tức là ngày 23 tháng riêng năm nhâm dần ngày này là ngày nguyệt kỵ mùng năm 14 23 đi chơi quản thiệt nữa là đi bùn. Dân gian thường gọi ngày này là ngày, nửa đời, nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng, khó đạt được mục tiêu đề ra. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây mà các bạn đoán xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Từ vi tuổi Tý thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang có điểm báo thường suy nóng nảy, cáu kỉnh do phải chịu ảnh hưởng xấu của cục diện ngũ hành tí mùi tương hại gây ra. Bạn mệnh tuổi Tý tự cho rằng mình là người hiểu vấn đề nhất. Cho nên chỉ thích làm theo ý của mình mà không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai. Nhưng á, trong ngày này với bạn tuổi Tý, với bạn tính ương ngạnh này của bạn có thể là nguyên nhân chính khiến cho bạn dễ mắc bẫy của những kẻ tiểu nhân. Do đó, bạn hãy thật cẩn thận mọi khi đưa ra quyết định đã bắt tay vào làm việc gì thì phải tập trung, chú ý, không nên chủ quan, lơ là, tạo sơ hở cho những kẻ khác lợi dụng. Và ngày này với bà thủ tí cũng đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Điều này cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia cũng không được máy hòa hợp. Và để cải thiện tình trạng trên, bạn cần phải dành thêm thời gian để lắng nghe và trò chuyện với người ấy. Không nên tiếp tục thở ơ, coi như không có vấn đề gì xảy ra nhé vài câu quýt cho bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim thường xuyên nóng nảy cáu kỉnh từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy tự cho rằng mình là người đúng đắn nhất từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa, không nên chủ quan lơ là trong công việc từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ sẽ mắc bậy của những kẻ tiểu nhân từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc dành thời gian cho nữ kia nhiều hơn và đánh giá của bạn tuổi tí trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 20 số 56 giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ màu sắc cá tường màu đen màu xanh nước biển quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thân tuổi Thìn từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Sửu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành xỉu mùi tương hại, điều này gây ra những tác động không tốt lên vận trình sự nghiệp của bạn trong ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Sửu bỗng trở nên kiêu ngạo, thích thể hiện thậm chí là ba hoa về những điều mình chưa rõ để có thể trở thành nguồn cơn khiến cho bạn gặp phải nhiều rắc rối ập đến. Vì vậy, với bà tuổi xỉu trong ngày này, bạn cần phải cân nhắc kỹ trước khi nói, tránh tình trạng hành động nóng vội, khiến cho người khác có cái nhìn sai lệch về bạn. Hẳn nhìn, bạn cũng không muốn đưa ra quyết định sai lầm, phiền người khác phải khắc phục hậu quả do mình gây ra tuy nhiên trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi sửu lại đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này còn giúp cho bạn sẽ gặp được nhiều may mắn trên phương diện tài lộc với bạn tuổi sửu có thể sẽ phát tài nhanh chóng dựa vào vận may của mình song bạn không nên vịn cớ vào đó để nảy sinh thái độ há miệng chờ sung hưởng thành quả mà không bỏ sức lao động của chính mình ra nhé về câu quyết cho bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi Ất Sửu thuộc mệnh Kim quá tự tin về khả năng của mình. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc mệnh Thủy không nên sống quá phụ thuộc vào điều gì đó. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh Hỏa không nên cải quạ, bất đồng với bạn bè, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ cần phải cân nhắc kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh Mộc phát tài dựa vào trợ vận may của mình trong ngày hôm nay và đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 44, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu, tuổi Hợi. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dần cho chúng ta thấy là bạn tuổi dần đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh cái điều này làm cho bạn cần phải kiềm chế lòng tham của mình không nên dao động vì những lợi ích được bày ra trước mắt bạn hãy giữ vượng lập trường của mình có như vậy mới tránh được những chuyện thị phi rắc rối ập đến trong ngày hôm nay Ngoài ra, với bạn tuổi dần, bạn là người thẳng thắn cho nên dễ nói ra những lời hoặc là có những hành động gây mất lòng những người xung quanh. Bạn cần phải chú ý rèn luyện cách cư xử của mình bởi đó có thể là hoàn đá cản bước bạn tới thành công nữa nhé. Và trong ngày thứ tư này với bạn tuổi dần, bạn lại đang gặp ngày có mọc khác với thổ. Cái điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia lại không được như ý muốn cho dù bạn có đang ức chế vì chuyện ngoài xã hội đi chăng nữa, bạn cũng không nên to tiếng mà nên tâm sự với nửa kia. Điều này sẽ gây ảnh hưởng xấu đến bầu không khí gia đình bạn tuổi dần nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy không nên mở mắt vì đồng tiền hoặc là quyền thế. Tử vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa tránh xa những thị phi rắc rối ở nơi công sở, tử vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ, mâu thuẫn, xô sát với đồng nghiệp hoặc là bạn bè, tử vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc nên tâm sự với nửa kia để tháo gỡ những bất đồng, tử vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim chú ý tới cách ăn nói, hành xử của bản thân. Và đánh giá của bản tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 18, số 70, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Từ vi tuổi Mão, thứ tư, ngày 23 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn thủy mão tôi chúng ta thấy là bạn thủy mão đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp hội mão mùi phù trợ cái điều này sẽ giúp cho công việc của bạn trong ngày hôm nay tiến triển được thuận lợi tuy nhiên để lập ra được những kế hoạch thực tế hơn thì bạn cần phải đánh giá chính xác hơn về năng lực của bản thân mình và tình huống trước mắt sao cho cụ thể càng tốt nhé và ngày này với bạn tuổi mão khi đứng trước những quyết định quan trọng, bạn mệnh nên trò chuyện và thảo luận với mọi người xung quanh nhiều hơn. Bởi lúc nào, mọi người cũng sẵn sàng đưa ra những gợi ý đúng đắn cho bạn. Nhiều người cùng suy nghĩ bao giờ cũng đem lại kết quả tích cực hơn cho bạn nữa nhé. Đặc biệt, á, xem tử vi cũng chỉ ra rằng ngày hôm nay là ngày 23 tháng riêng năm nhâm dần. Ngày này là ngày nguyệt kỳ, mùng năm, 14, 23, đi chơi quản thiệt nữa là đi buôn dân gian thường gọi ngày này là ngày nửa đời nửa đoạn nên làm việc gì cũng chỉ đạt được dựa chừng khó đạt được kết quả như ý muốn chính vì vậy với bạn tuổi mão không nên thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay như thế là cưới gã, xây cất về nhà cửa hay là khai trương xuất hành hay là ký kết những hợp đồng có giá trị hay là khai ngoài phong thủy để hạn chế những rủi ro không đáng có xảy ra với mình nhé về câu quyết cho bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này từ vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy công việc chính trị được thuận lợi từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa đánh giá về khả năng năng lực của mình chính xác hơn từ vi tuổi Kỷ mão thuộc mệnh thổ không nên mở cửa khai trương hay là thực hiện những công việc trọng đại trong ngày hôm nay từ vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc nên tham khảo ý kiến của mọi người xung quanh từ vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim tin tưởng hơn vào năng lực của bản thân mình và đánh giá của bạn tuổi mạo trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 11, số 56, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh rêu, màu xanh lá cây, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thìn, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có chính tài nâng đỡ. Điều này sẽ giúp cho bạn có thể sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Cấp trên luôn quan tâm tới bạn và nhận ra đây là thời điểm để cho bạn có được những món quà để khích lệ bản thân mình, cố gắng phấn đấu hơn nữa nhé. Và trong ngày này, đối với những bạn kinh doanh, buôn bán, làm ăn khá tốt trong ngày hôm nay, bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng. Cho nên, cửa hàng lúc nào cũng có người ra vào nườm nượp, hàng hóa bán đắt như tôm tươi. Bạn có thể bắt đầu suy nghĩ tới việc mở rộng quy mô kinh doanh nữa rồi. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Thìn, lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cái điều này cũng cho thấy về mối quan hệ tình cảm giữa bạn với những người khác giới đang khá chi là tốt. Nếu ai đó có ý định tiếp cận với bạn, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta cũng như là cho mình cơ hội xem sao. Biết đâu đó chính là nửa kia là định mệnh của bạn thì sao? Về câu quyết cho bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, tử vi tuổi giáp thìn thuộc mệnh hỏa nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì mà mình đã bỏ ra. Tử vi tuổi bính thìn thuộc mệnh thổ được cấp trên đánh giá cao nhờ thành tích trong công việc của bạn. Tử vi tuổi mậu thìn thuộc mệnh mộc xây được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp với mọi người. Tử vi tuổi canh thìn thuộc mệnh kim nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác. Tử vi tuổi nhâm thìn thuộc mệnh thủy nên cho mọi người cơ hội tiếp cận với mình. Và đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 12, số 67, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dậu, tuổi tí. Từ vi tuổi tỵ thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là bạn tuổi tỵ đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này làm cho mối quan hệ tình cảm giữa bạn với nửa kia đang phát triển rất tốt đẹp bạn tuổi tỵ bạn hiểu được nửa kia và luôn nhận ra được những cảm xúc bất thường của người ấy và để có được như vậy là nhờ đôi bên thường xuyên chia sẻ và tâm sự với nhau mỗi ngày nữa trong ngày này đối với những bạn đang quản độc thân cũng có thể sẽ nhận được nhiều sự quan tâm để ý của những người khác phái và nếu như có người chân thành đến với mình, bạn tuổi tỵ cũng cần phải mở rộng lòng mình ra để cho đôi bên cơ hội đừng có tiếp tục nhốt mình trong thế giới riêng như vậy nữa nhé. Tuy nhiên, trong ngày này với ba tuổi tỵ, bạn lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn đang có điểm báo rất có thể sẽ bị cấp trên chèn ép, tránh vôi chẳng xấu mặt nào. Nếu có thể, bạn cần tránh tiếp xúc với những người có quyền cao, chức trọng nếu như bạn muốn một ngày trôi qua in bình hơn với mình. Quan về phương diện sức khỏe của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, sức khỏe của bạn cơ bản là ổn định, không có gì đáng phải lo lắng. Nhưng trong giai đoạn dịch bệnh tràn lan như thế này, bạn cũng nên hạn chế tiếp xúc ở chỗ đông người sẽ tốt hơn cho bạn nhé. Vài câu quyết cho bạn tuổi tỵ trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi ất tỵ thuộc mệnh hỏa nhận được sự quan tâm để ý của những người khác phái từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc bị cấp trên đồng nghiệp chèn ép từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim không nên nhốt mình trong thế giới riêng từ vi tuổi quý tỵ thuộc mệnh thủy tránh tiếp xúc với những người có quyền thế trong ngày hôm nay đánh giá của ba tuổi tỵ trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 16 số 22 giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ màu sắc cát tường màu tím màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi thân, tuổi giàu. Từ vi tuổi ngọ thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bản tuổi ngọ cho chúng ta thấy là bạn tuổi ngọ đang gặp được ngày có ngũ hành nhị hợp phù trợ. Điều này sẽ giúp cho bản tuổi ngọ gặp được nhiều may mắn nếu như đầu tư làm ăn trong ngày hôm nay. Nhờ vào khả năng nhìn nhận và đánh giá tình huống một cách chính xác cho nên bạn mệnh có thể sẽ tìm được những mối khách hàng hứa hẹn cho tương lai của mình nữa nhé. Và trong ngày này với mang Tứ ngọ, bạn có được nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ xã giao của mình. Bản thân bạn vốn là người nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác, cho nên luôn nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người. May mắn hơn nữa là với những người đã được bạn giúp bây giờ thì có thể sẽ là quý nhân của bạn trong tương lai nữa nhé. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bà tứ ngọ lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Điều này cho thấy bản mệnh luôn tìm cách thấu hiểu những suy nghĩ và cảm nhận của con cái của mình. Đôi bên tranh thủ có nhiều cơ hội để tăng cường giao lưu, trò chuyện với nhau. Bà tử ngọ không bao giờ mắng bộ con cái dù chúng có điều gì không đúng hay là làm trái ý mình đi chăng nữa nhé. Về câu quýt của bạn tuổi ngọa trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim, khả năng đánh giá tình hình một cách chờ chính xác, từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy tìm được những mối đầu tư hứa hẹn, từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa thường xuyên trò chuyện con cái với bố mẹ, từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ mối quan hệ xã giao phát triển được hài hòa, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc gặp nhiều chuyện may mắn khi làm ăn. Và đánh giá của bạn tử hoặc trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 44, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi mùi, tuổi tốt. từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh. Điều này làm cho bạn tuổi mùi dễ làm ăn khấm khá nhờ vào những công việc nghề tay trái của mình trong ngày hôm nay. Bạn tuổi mùi đã cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn cảnh của bản thân và hôm nay bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với mình nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi bạn cũng là người luôn quan tâm và chăm sóc cho gia đình bạn luôn chủ động giúp đỡ mọi người trong gia đình đồng thời chú trọng tới việc hâm nóng tình cảm giữa các thành viên trong nhà nhờ vậy mà gia đình luôn được hạnh phúc và êm ấm và ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi nếu như bạn có ý định xuất hành đi xa thì bạn mệnh nên đi theo những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông để cho công việc của mình thêm phần được may mắn, giảm bớt đi những rắc rối không mong muốn xảy ra với mình. Tuy nhiên, ngày này cũng là ngày nguyệt kỵ, mùng năm 14, 23, cho nên với bạn tuổi mùi không nên thực hiện những công việc trọng đại để hạn chế những rủi ro đến với mình trong ngày hôm nay nhé về câu quyết cho bạn tuổi mùi trong ngày thứ tư này. Tử vi tuổi ất mùi thuộc mệnh kim luôn cố gắng rèn luyện bản thân mình. Tử vi tuổi đinh mùi thuộc mệnh thủy nhận được tiền thưởng từ các công việc nghề tay trái. Tử vi tuổi kỷ mùi thuộc mệnh hỏa chủ động để giúp đỡ mọi người xung quanh. Tử vi tuổi tân mùi thuộc mệnh thổ quan tâm, chăm sóc cho và có trách nhiệm với gia đình. Tử vi tuổi quý mùi thuộc mệnh mộc nên mở rộng các mối quan hệ xã giao rất tốt đẹp cho bạn về sau này. Vài đánh giá của bà tuổi Mùi trong ngày thứ tư này: Sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 47, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường màu xám, màu cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ, tuổi Mùi, tuổi Mão. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi thân, cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này sẽ giúp cho chuyện tình cảm của những bạn đang còn độc thân lịa bóng có thể sẽ rất vượng về đào hoa trong ngày hôm nay. Bạn mạnh dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp với những người khác giới nhờ vào những điểm mạnh của mình. Chỉ cần bạn mở rộng lòng mình, bạn sẽ tìm được người ưng ý với mình mà thôi. Tuy nhiên, á trong ngày này, đối với những người đã lập gia đình rồi thì cần phải giữ khoảng cách với những người đang có ý định làm thân với mình. Nếu buông thả thiêu cảm xúc nhất thời, ứng xử không khéo liếu, bạn có thể để cho việc này gây ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình nữa đó nhé. Trong ngày thứ tư này với bạn tuổi thân lại đang gặp được ngày có chính quan nâng đỡ, cái điều này cho thấy đối với những người có chức quyền rất có thể sẽ nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Bạn mệnh luôn nghiêm túc và có trách nhiệm cao trong công việc của mình vì thế mà việc gì vào tay của bạn cũng sẽ giải quyết được một cách gọn gàng và ổn thỏa vài câu quýt cho bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này. Từ vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy nên giữ khoảng cách vừa phải với mọi người. Từ vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa thu hút được ánh nhìn từ những người khác giới. Từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ nhận được sự tôn trọng và ngưỡng mộ của mọi người xung quanh. Từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc không nên buông thả theo cảm xúc nhất thời. Từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim luôn nghiêm túc và có trách nhiệm trong công việc của mình nữa và đánh giá của bạn tử thân trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 16 số 55 giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ màu sắc cá tường màu trắng màu vàng quý nhân phù trợ tuổi thìn tuổi tỵ tuổi tý Từ vi tuổi Dậu thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi Dậu đang gặp ngày có thiên quan giáng họa điều này sẽ làm cho bạn đang có điểm báo vướng phải nhiều vấn đề khó giải quyết trong ngày hôm nay có thể là kẻ tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều rắc rối khiến cho người khác có cái nhìn không đúng về những việc bạn làm nữa nhé và với bạn tuổi Dậu, nếu chẳng may rơi vào tình cảnh này, bạn cũng cần phải hết sức giữ bình tĩnh, tránh để cho bản thân mình rơi vào trạng thái bị kích động, làm ra những hành động gây hối hận về sau này. Bạn hãy để sự thật và thời gian chứng minh sự trong sạch của bản thân mình nhé. Ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, điều này cho thấy về mối quan hệ giữa bạn với nửa kia đang rất tốt đẹp, đôi bên luôn quan tâm và chia sẻ với nhau mỗi ngày, bạn tin tưởng vào nửa kia cho nên mỗi khi có vướng mắc gì hai người luôn bàn bạc để đưa ra được những quyết định cuối cùng sao cho hợp tình hợp lý nhất nữa vài câu quyết cho bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này. Từ vi tuổi ất dậu thuộc mệnh thủy không nên nóng nảy, hành động nông nổi. Từ vi tuổi đinh dậu thuộc mệnh hỏa kẻ tiểu nhân mang lại cho bạn nhiều rắc rối. Từ vi tuổi kỷ dậu thuộc mệnh thổ mối quan hệ vợ chồng được tốt đẹp. Từ vi tuổi tân dậu thuộc mệnh mộc hãy đợi thời gian chứng minh bạn là ai. Từ vi tuổi quý dậu thuộc mệnh kim giao lưu trao đổi ý kiến nhiều hơn với mọi người và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 3 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 15 số 49 giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ màu sắc cát tường màu bạch kim màu vàng quý nhân phù trợ tuổi sửu tuổi thìn tuổi tỵ tử vi tuổi tốt thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang chịu tác động của cục diện ngũ hành tứ hình sông, thìn Tuất xỉu mùi. Cái điều này làm cho bạn tuổi Tuất trở nên quá mức thẳng thắn, bạn không nghĩ tới cảm nhận của người khác mà luôn nối năng những gì cho là đúng, cho nên dễ gây tổn thương cho mọi người xung quanh, đồng thời khiến cho bạn vướng phải nhiều rắc rối trong ngày hôm nay nữa nhé với những lúc gặp khó khăn trong công việc, bạn tuổi Tuất cũng không nên quá căng thẳng, lo lắng mà nên suy nghĩ lạc quan hơn. Bạn vốn là người tài giỏi hơn bạn nghĩ nhiều, chỉ cần bạn quyết tâm, bạn sẽ dần dần khắc phục được tất cả mọi khó khăn đến với mình. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp ngày có thổ khí vượng Điều này cho thấy nhiều khi bạn đang quá cố chấp với những suy nghĩ của mình, khiến cho việc vốn dị đã là, là đơn giản lại thành ra phức tạp. Bạn hãy quan sát vấn đề dưới góc độ khác nhau, bạn sẽ thấy nhiều việc trở nên dễ dàng hơn với bạn rất nhiều nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi tuất trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa nên tự tin hơn vào khả năng của mình. Từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, không để ý tới cảm nhận của người khác. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, đừng quá phức tạp hóa mọi vấn đề. Tử vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim, quá cố chấp với những suy nghĩ của chính mình. Tử vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy, không nên quá lo lắng khi gặp phải những vấn đề khó khăn. Và đánh giá của bà tuổi tuất trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao, con số may mắn số 22, số 58, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ, tuổi tốt. Từ vi tuổi hỏi thứ tư ngày 23 tháng 2 năm 2022. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hỏi, cho chúng ta thấy là bạn tuổi Hợi đang gặp ngày có thổ khắc với Thủy, điều này làm cho mối quan hệ của bạn với người nhà lại không được êm ấm cho lắm. Bạn mệnh tuổi Hợi có thể cảm thấy mình trở nên lạc lõng vì không nhận được sự ủng hộ của bất cứ ai và trước mắt bạn hãy dành thời gian để xem xét lại những kế hoạch của mình xem sao. Trong mối quan hệ về tình cảm, cái chuyện tình cảm của bạn với nửa kia cũng không được mấy êm đẹp. Đôi bên dễ xảy ra chiến tranh lạnh vì không biết cách thông cảm cho nhau. Cả hai đều cần phải bình tĩnh, ngồi lại và nói chuyện để tháo gỡ mọi vấn đề đang gặp phải. Vợ chồng không nên nghĩ tới chuyện hơn thua mà làm gì. Và ngày này với ba tuổi hợi lại đang gặp được ngày của chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy, đối với những người đang thiêu quân đường, học tập, nghiên cứu, khoa học, công danh sự nghiệp có được những bước tiến lớn trong công việc. Bạn được cấp trên giao cho nhiều trọng trách lớn lao và bạn luôn cố gắng để không phụng sự tin tưởng của họ nữa nhé. Về câu quyết cho bạn tuổi hỏi trong ngày thứ tư này, từ vi tuổi ất hỏi thuộc mệnh hỏa không nên thất vọng với thực tại tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ không nhận được sự ủng hộ của mọi người xung quanh tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc được giao cho những công việc quan trọng. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim, vợ chồng dễ xảy ra chiến tranh lạnh với nhau. Tử vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy luôn cố gắng hết sức mình trong mọi công việc. Vài đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 18, số 61, giờ tốt từ 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh nước biển, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Dần, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và gặp lại.